Và tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn biết chương trình tính tiền điện. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng các lệnh EL để tính tiền điện. Thì ở đây chúng ta sẽ có một hướng dẫn, nếu số tiền điện chúng ta mà nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ số tiền sẽ bằng là số điện nhân cho 1.000. Ngược lại thì chúng ta sẽ có số tiền là bằng 50 nhân 1.000 cộng cho số tiền điện trừ cho 50 nhân cho 1.200. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hướng dẫn đầu tiên thì chúng ta sẽ đi một cái class ở đây là tính tiền điện. Thì trong cái tính tiền điện này thì các bạn sẽ có hai cái tham số. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có gì? Số điện và tiền điện. Ở đây chúng ta có thể biết integer này. Số điện và chúng ta sẽ có là tiền điện. Ok chứ các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xét cái trường hợp if. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng if else. Nếu mà cái số điện này nhỏ hơn 50. Ở đây mình sẽ gắn cái số điện này bằng 40. 40 là nhỏ hơn 50 này. Thì cái tiền điện của chúng ta bằng mấy các bạn? Bằng số điện nhân cho 1.000. Ok, và chúng ta sẽ in ra. Tiền điện. Tiền điện các bạn nhé, các bạn bấm vào và các bạn có thể bấm vào cái format của này. Rồi. Cái tiền điện này nó nằm phía bên trong này nên là nó chưa hiểu được cái tiền điện này, này. Ở đây thì các bạn sẽ cho cái tiền điện này gắn cái giá trị bằng 0. Ok. Và chúng ta sẽ chạy chương trình. Số tiền điện của chúng ta là 40.000. Ngược lại thì tiền điện này lớn hơn bằng 50. 50 này thì cái tiền điện của chúng ta sẽ bằng cái gì bằng? Bằng 50 nhân cho 1.000 cộng cho cái số điện này trừ cho 50 và chúng ta sẽ nhân cho 1.200. Ok, đây là chương trình của chúng ta đây các bạn. Ví dụ như là bằng 60 này. Ở đây mình sẽ cho 50 trước các bạn nhé. 50 của chúng ta là bằng 50.000 này. 50.000 mà cộng cho 10.000 nhân cho 1.200 là bằng 12.000. Là bằng 62.000 các bạn nhé. Nếu mà 60 chữ là 62.000 các bạn có đúng không? Đúng rồi các bạn, 62. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập từ bàn phím. Nhập từ bàn phím thì chúng ta sẽ sử dụng biến scanner. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập số chữ điện. Cái này là sc.net. Ok, đây là chương trình của chúng ta các bạn.